Thói quen của tôi thì không phải từ ngày biết đạo Phật đâu, mà rất là may mắn tôi có cái thói quen cũng khá lâu rồi, từ cái lúc mà tôi học lớp 10 cơ. Thứ nhất là buổi sáng thì tôi có thói quen dậy tập thể dục. Sáng nào bọn tôi cũng phải dành tầm độ khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng để tập thể dục. Lúc còn trẻ thì buổi chiều còn đi tập thêm thể hình nữa cơ. Đấy, thì là như vậy là có một thói quen đầu tiên là dậy sớm và tập thể dục. Thói quen thứ hai là bao giờ tôi cũng đến cơ quan trước khoảng 30 phút đến 1 giờ. Tức là ngồi ở một cái quán cà phê, ngày xưa không có tiền thì ngồi ở quán nước trà. Còn nếu mà có điều kiện hơn tí thì ngồi quán cà phê trước 30 đến 1 tiếng, 30 phút đến 1 tiếng. Thì nó giúp cho tôi không phải bon chen để đến cơ quan. Thứ hai, không bị có thói quen đi muộn. Và thứ ba, đặc biệt đầu giờ sáng có một chút thời gian tĩnh tại thì nó rất là tuyệt vời. Nó rất là tuyệt vời. Nó giúp cho bạn lên được toàn bộ kế hoạch của một ngày, để bạn chuẩn bị bạn phải làm cái gì. Tôi gọi là kế hoạch ngày. Rất là tuyệt vời. Thứ hai nữa là thứ ba nữa là có một thói quen là trước khi kết thúc một cái ngày làm việc, hay là kết thúc một cái cuộc nói chuyện, hay kết thúc một buổi họp, thì bao giờ tôi cũng tổng kết là phải chúng ta có được cái điều gì sau một cái ngày làm việc, hay sau một cái buổi họp, hay sau một cái buổi giao tiếp, và cái hành động tiếp theo của chúng ta là gì. Cho nên trong một cuộc họp giao ban mà nói rất nhiều nhưng cuối cùng không ra được hành động tiếp theo thì có nghĩa là cuộc họp giao ban đến vứt đi. Trong một cái cuộc giao tiếp mà chúng ta nói chuyện với nhau rất là vui vẻ nhưng mà không ra được cái hành động gì tiếp theo thì đó là vứt đi. Nó chỉ là một cái câu chuyện để qua đường, câu chuyện làm quà thôi. Hay là kết thúc một ngày mà chúng ta không tổng kết là chúng ta làm được cái gì và chúng ta cần phải làm thêm cái gì nữa thì là vứt đi. Thì như vậy là thói quen của tôi là tổng kết trên mỗi chặng đường. Nếu là tháng thì tổng kết tháng, mà năm thì tổng kết năm. Và cuối cùng nữa là một thói quen thứ tư là tôi có thói quen ngủ đúng giờ. Phần lớn là tôi khoảng 10 rưỡi là bắt đầu lên giường, và muộn nhất là 11 giờ là ngủ. Chứ thường không có bao giờ tôi lọ mọ đêm hôm. Nhưng có một thứ là tôi làm được, đó là nếu mà cần phải hy sinh cái gì đó để lọ mọ đêm hôm thì tôi vẫn có thể hy sinh được. Ví dụ hy sinh cho bạn chẳng hạn, thì vẫn hy sinh được. Nhưng mà không phải vì thói quen đấy mà nó cứng nhắc. Đấy, thì muốn chia sẻ với bạn về cái thói quen nó là như vậy. Và nếu dành lời khuyên cho một người tìm hiểu về đạo Phật, khi mà mới tìm hiểu về đạo Phật, thì bạn hãy liệt kê ra những cái câu hỏi. Việc số 1 của bạn là bạn phải liệt kê ra những câu hỏi bạn muốn tìm hiểu về đạo Phật. Sau đó bạn sẽ tìm hiểu đúng cái chủ đề, và bạn search đúng cái câu hỏi ấy trên Google, và nghe tất cả những ông thầy nói về cái chuyện đó, thì tự khắc nó sẽ vỡ. Ví dụ bạn đặt câu hỏi lịch sử của đạo Phật, bạn gõ lên nó có ngay. Hay là cuộc đời của Đức Phật như thế nào, xong lịch sử của đạo Phật, xong bạn gõ tiếp là triết lý của đạo Phật. Rồi xong khi triết lý của đạo Phật thì bắt đầu là gì ạ? Con đường để thực hiện triết lý của đạo Phật là gì? Thì bạn cứ gõ như vậy thôi, thì ngay lập tức nó cứ mở ra cho bạn một trời kiến thức mà bạn đi tìm từ gốc đến ngọn. Nhưng mà thường các bạn tìm hiểu đạo Phật là bạn hay tìm hiểu từ ngọn về gốc. Tức là tự nhiên bạn nghe ở đâu đó một vài câu chuyện, nó mang tính ví dụ thôi, kể về ông Phật. Xong ở đâu đó nghe một số người bảo là kinh nọ kinh kia bảo là, một số ông nghe bảo là sư nọ sư kia bảo là. Thế xong cuối cùng là các vị toàn nghe cành nghe lá mà không bao giờ nghiên cứu từ gốc rễ. Vậy nghiên cứu gốc rễ là phải nghiên cứu từ cái ông tổ ấy, là nghiên cứu là cái ông Đức Phật, ông ấy sinh ra như thế nào. Thì hãy xem bộ phim gì ạ, Buddha, cuộc đời của Đức Phật, phim của đúng người Ấn Độ đóng, và dựa trên cái cuốn sách là Đường Xưa Mây Trắng của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thì đó là một cái bộ phim cực kỳ hay, mà Ấn Độ họ phải lựa rất nhiều các sách để dựng lên cái bộ phim đó. Thì họ thấy rằng cái cuốn sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh là một cái cuốn sách mà nó sát với thực tế của cuộc đời Đức Phật nhất, và họ dùng cái cốt truyện đó để dựng lên, dựng lại cuộc đời của ông Đức Phật. Và cái đó là phim đó rất là hay.
Thế xong cái đó xong thì bắt đầu là bạn mới nghiên cứu đến triết lý của ông Phật, thì là nhân quả duyên nghiệp. Rồi thì bạn phải hiểu bản chất của nhân quả duyên nghiệp là cái gì, và đôi khi bạn chỉ cần nghiên cứu đến đấy thôi thì gần như là bạn đã ngộ đạo rồi, mà không cần phải biết nhiều kinh sách. Rồi nếu mà sâu hơn tí nữa thì bạn tìm hiểu thêm tứ diệu đế, và trong tứ diệu đế thì có bát chánh đạo. Vậy thôi là bạn đã đủ dùng rồi. Còn tất cả những cái thứ kinh kệ rồi này khác, nó chỉ là những cái ví dụ ví von cho những triết lý đấy thôi. Và thường thì các bạn hay bị nghiên cứu từ cành lá mà xuống gốc. Mà nghiên cứu từ cành lá xuống gốc thì nếu mà bạn cứ bò từ cành nọ sang cành kia thì không khác gì con kiến mà neo cành đa, neo phải cành cụt, neo ra leo vào. Còn bạn nghiên cứu từ gốc lên thì rất là tuyệt vời. Và đôi khi bạn chỉ nghiên cứu xong cái gốc là bạn cóc cần phải nghiên cứu cái ngọn nữa, vì bạn tự suy ra ngọn rồi. Giống như là cái ông mà chơi cây cảnh ấy, mà ông đã đỉnh cao rồi thì ông chỉ cần mua mỗi cái gốc thôi, còn về ngọn ông ấy nó mọc ra đâu, ông uốn thế nào là việc của ông ấy. Còn mình mà không biết chơi cây cảnh là mình cứ phải nhìn vào cái búp cái lá, xong rồi mua về, cuối cùng là cái gốc nó thối bả rồi, mà cái gốc nó bé tí con thì vứt đi. Cho nên những người minh triết họ sẽ nghiên cứu từ gốc. Vậy hãy tìm hiểu từ gốc của đạo Phật thì mọi thứ nó dễ dàng. Vậy bước 1 về xem phim Buddha cho tôi. Bước thứ 2 là bạn nghiên cứu vào tứ diệu đế và bát chánh đạo. Nghiên cứu xong hai cái bước đấy, có lẽ bạn không cần nghe tôi nữa vì bạn quá ngộ đạo rồi. Chúc cả nhà thấm nhuần được đạo Phật để sống bằng triết lý nhân quả, để chúng ta càng ngày càng hạnh phúc và an lạc hơn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam thông báo tuyển sinh. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2020. Dành cho học sinh lớp 12 trên toàn quốc. Mô hình đào tạo được top 20 trường đại học hàng đầu trên thế giới áp dụng. Tổ chức kỳ thi riêng biệt. Không dựa vào kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia, dựa vào tố chất, tư duy, phỏng vấn trực tiếp cùng doanh nhân. 5 chuyên ngành đào tạo. Business Boss, dành riêng cho những bạn trẻ đam mê khởi nghiệp. Quản trị kinh doanh, Business One. Quản trị nhân sự. Quản trị tài chính. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành CEO Tourist. Thi càng sớm, học bổng càng lớn. Ai sẽ là người xứng đáng được chọn?